Rồi, giờ đến một câu hỗn hợp mà các chất hữu cơ ha. Thì cái câu này vô các bạn bạn phải tinh ý một chút, nó cho nhiều như thế này là chắc chắn mình không phải đặt hết đâu. Tại vì nhiều chất như thế này là nhiều ẩn đúng không? Mà có ít dữ kiện quá, chúng ta phải phát hiện. Đây là 4H10 đúng không? Dietinamin. Thì bạn gom lại nó sẽ là C4 này. H11 N đó. Propin acetat là 5 đúng không? C5, C5 này. H10O2. Còn valin là C5H11O2N. Rồi. Thì các bạn thấy này, chúng ta có thể phát hiện ra là nếu chúng ta lấy đây chất số 1 nha, chất số 2, chất số 3, chất số 4. À, thấy chưa? Bạn lấy cái chất số 1 này, các bạn cộng cộng với cái chất số 4 thì nó sẽ bằng chất số 2 cộng với chất số 3. Đó, 1 cộng 4 bằng 2 cộng 3. Chất số 1 cộng với chất số 4 này bằng chất số 2 cộng với chất số 3. Đó, có nghĩa là liên hệ với nhau bằng một biểu thức toán học nhé. Số 1 cộng với số 4, 1 cộng 4 bằng 2 cộng 3, hoặc có thể là hai lần chất số 1 cộng với chất số 4 bằng 2 cộng 3 cũng được, miễn sao nó liên hệ với nhau bằng một biểu thức toán học nào đó thì chúng ta có quyền bỏ chất nhé. Thì tùy, thì các bạn bạn muốn bỏ chất nào cũng được. Ví dụ ở đây thầy bỏ chất số 2, chất số 3 giữ lại chất số 1, số 4. Hoặc các bạn có thể bỏ chất số 1, số 4 giữ lại chất số 2, số 3 à, đều được ha. Thì ở đây thì thầy sẽ giữ lại chất số 1 và số 4 nha. Như vậy là hỗn hợp ít này 0,34 mol này. Đó. Thì bây giờ nó gọn gàng hơn rồi. Nó chỉ còn là C4H10 này và C5H11O2N. Rồi. Đốt trong oxy nha. Thì ở đây á, các bạn không cần phải dùng cái phương pháp gọi là bảo toàn electron để làm chi nhé. Mệt ăn electron làm gì? Thì bạn đốt thì được CO2 nước này và nitơ. Rồi. Thế thì số mol của CO2 thì bạn đặt thôi, cái này là ít. Đây là y. Thì bạn bảo toàn carbon qua đúng không? BTC này, bạn bảo toàn carbon. Bạn sẽ có ngay được cái carbon chỗ này là 4x cộng 5y đúng không? 4x cộng 5y. Còn ở đây các bạn bảo toàn H thôi nhé. Bảo toàn nguyên tố hydro. Mình sẽ có là 5 10x này chia cho 2 là 5x. Còn cái này là 11y chia cho 2 là 5,5y. Rồi, các bạn sẽ xây dựng hệ phương trình ở đây. X cộng y là bằng 0,34 mol hỗn hợp. Rồi, cái thứ hai là bạn bảo toàn nguyên tố oxy thôi, đúng không? Các bạn sẽ có đây là 2y này. 2y. Rồi cộng cho 2,255. Và nhân cho 2, đúng chưa? Bằng oxy trong CO2 là 2 lần của 4x cộng cho 5y. Rồi. Cộng cho oxy ở đây là 5x cộng cho 5,5y. Rồi. Thế từ đây thì các bạn sẽ xử lý được ngay x y thì còn gì nữa, đúng không? X y bạn có. Suy ra x bằng y bằng. Đấy, bạn bấm máy nhé. Bạn lưu ý này, khi các bạn quy đổi kiểu như thế này ấy, thì các giá trị x y này vẫn có khả năng ra một cái số âm. Thì bạn không phải loại đi đâu nhé. Tại vì chúng ta đã đổi nó bằng biểu thức toán học bằng đại số thì cái trị số của nó sinh ra nó có thể âm cũng được. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng là nó vẫn có các bạn nhé. Bạn lưu ý như vậy đấy. Chứ không phải bấm nó âm là bạn hoảng lên đâu nhé. 1 này, 1 0,34 à, đây là 8 này, cộng với 5 là 13. 8 cộng với 5 thì bấm này, 5. Rồi, đây là y là 2 nhân 5 cộng 5,5 trừ cho 2. Bên này là 2,255 nhân 2. Ừ, ta bấm nhầm chỗ nào rồi. 1 này, 1 0,34. X đây là 2. 2 nhân 4 cộng 5. Y là 2 nhân 5 cộng 5,5 trừ cho 2. Trừ cho 2 y chỗ này. 2,255 nhân 2. Rồi các bạn x là 0,16. Y là 0,18 đấy. Rồi. 0,18. Vậy thì chúng ta đã có hết rồi đúng không? Chúng ta đã có hết ở đây. Thì bây giờ dẫn cái hỗn hợp này, đề bài nói là dẫn hỗn hợp này qua canxi hydroxit dư. Dư. Thì canxi hydroxit là hấp thụ cả CO2 và nước. Vậy cái khí thoát ra là khí nitơ ở đây. Đó. Thì bạn có y rồi, y nitơ ở đây này, đó, nitơ đây là y mol đúng không? Thì các bạn chỉ cần bảo toàn nguyên tố N. Bảo toàn nguyên tố nitơ. Thì cái khí ra này là y nhân 1 chia cho 2, y trên 2
mà chỉ số y chúng ta vừa tìm xong đây là 0,18 và y trên 2 là 0,009 mol, và cho đáp án là câu C. Đó, các bạn không có hoảng như vậy này nhá, rất là bình thường, không sao cả, cứ từ từ xử lý bình tĩnh. Nhưng mà nhớ là phải phát hiện này, cặp chất nào bỏ, cặp chất nào không nhá. Chúng ta bỏ một cặp, giữ lại một cặp. Ok chưa? Bài này có thể là cho 4 chất hoặc là 3 chất cũng được. Đó, mà nó liên hệ với nhau một biểu thức đại số thì bạn có thể bỏ chất bớt đi để làm cho nó gọn, thấy chưa? Rồi.